trái nè, trừng ghê không? Hái đi. Mình đi hái nó rụng đầy dưới góc hết trơn luôn. Mình trước hái vô làm cách tay ứng rồi. Tuy đợt, có đợt nó ngọt. Có lần sao mà cũng cây rồi, có lần hái thì nó ngọt, có lần ăn nó chua. Trái to lắm. Nó mở chỗ luôn. Năm nay chặt cho nó thấp xuống, năm sau khỏi mở cổ.